đề xuất mới nhất tăng phụ cấp trực cho nhân viên y tế. Bộ Y tế đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Theo dự thảo, người lao động trực 24/24 giờ được đề xuất hưởng mức phụ cấp như sau: điều chỉnh mức tiền từ 115.000 đồng một người một phiên trực lên mức 325.000 đồng một người một phiên trực đối với bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt, viện pháp y tâm thần trung ương; điều chỉnh mức tiền từ 90.000 đồng một người một phiên trực lên mức 255.000 đồng một người một phiên trực đối với bệnh viện hạng 2, viện pháp y quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực; điều chỉnh mức tiền từ 65.000 đồng một người một phiên trực lên mức 185.000 đồng một người một phiên trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương; điều chỉnh mức tiền từ 25.000 đồng một người một phiên trực lên mức tiền là 75.000 đồng một người một phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y; tăng phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, điều chỉnh mức tiền từ 150.000 đồng một người một phiên trực lên mức 425.000 đồng một ngày một người; bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, điều chỉnh mức tiền từ 100.000 đồng một người một phiên trực lên mức 285.000 đồng một ngày một người; bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C, điều chỉnh mức tiền từ 75.000 đồng một người một phiên trực lên mức 215.000 đồng một ngày một người. Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường điều chỉnh từ 100.000 đồng một ngày một người lên mức 285.000 đồng một ngày một người, áp dụng cho tất cả các loại dịch, vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường, vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường.